Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, sáng nay Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức dâng hương tưởng nhớ người tại nhà lưu niệm Bác Hồ. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương tưởng nhớ anh linh của Bác, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Người đã 10 lần về thăm nói chuyện, động viên nhân dân Hưng Yên đắp đê, làm thủy lợi, phục vụ sản xuất, đoàn kết chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực hiện những lời huấn thị của Bác, Hưng Yên đã giành được những thành tựu to lớn như làm thủy lợi khá nhất, tỉnh phát triển nghề nuôi ong lấy mật sớm nhất vùng đồng bằng sông Hồng, trở thành cái nôi của gia đình văn hóa. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Trước anh linh vĩ đại của người, các đại biểu hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020, đó là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.